y như lời người ta nói. Nhãn sắc là drama queen. Đừng quên em đây người soi mói nhìn kiểu đôi mi cong. Anh cần một người đi sống sống thì mình để em cứ về đây đi. Rồi ngoài em anh không cần thấy gì. Biết hèn gì không? Hèn gì? Hèn gây khai khu bỏ qua con nào đó chóp áo thật dài. Hèn gây khai khu bỏ qua con xôi xôi đâu xu thật bài. Hôm đi phăng bơi bỏ yêu đầm tùa giữa áo bên lại bị tùa. Nhân vật chính cũng khó khăn hết. Tao sẽ kiên trì để làm cho chị mày thay đổi. Anh chắc anh là nhân vật chính không? Nhìn lại tên kênh đi anh. Nhưng mà anh thương chị mày. Chiều dần buôn tăng trường anh đến để chờ đằng thơ đi học ra. Thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của ai không phải ai. Anh như muốn tắt luôn công tắc gật đầu. Tắt luôn công vì chồng thấy em đang cứ đùa cùng ai khác. Cũng chẳng thể trách em chọn ai đó hay mình đã có cái gì đâu. Người ta duyên nhiều tiền cao to muôn phần hơn anh. Ôi rồi ôi chán buồn. Làm sao anh có thể có được người yêu xinh. Tóc xấu. Bạn không biết nói lại à? Bạn là các bạn biết cái đéo gì. Nếu mà ok sẽ vẫn thừa yên sau. Hú được còn bờ rách như cả vừa xiên nhau. Năm dòng kẻ chỉ còn lại hai nốt. Nhưng mà tin anh đi, anh vẫn là trai tốt. Baby get lit không phải dài son nâu. Anh đã gặp trái tim anh chỉ bằng vài con flow. 20 tuổi anh xin thì chính anh chưa anh tìm ý đưa lời tình. Mà vẫn được đưa chỉ với một người con dâu. Anh cũng trông mong cuộc tình ta luôn mê say vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn lời mình không đổi thay. Chuyện yêu đương mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Ring ring một tin nhắn, mày gặp nhau được không? Em đẹp.
vô lễ. Dạ mẹ. Với anh những ngày mà mình dòng chơi là thời gian đẹp nhất trong đời.